Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình rất vui khi mà được gặp các bạn thông qua những clip mình chia sẻ các bạn. niềm vui của mình đó là mình quay những clip về những mẫu xe mới nhất của Yamaha từ xe ga nè, đến xe số tất cả các dòng xe, từ uh, mẫu xe phổ thông đến mẫu xe cao cấp để chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể chọn được một cái mẫu xe uh, thứ nhất mình sử dụng tốt nhất nè. Các bạn có thể định hướng đi làm, đi chơi hoặc các bạn mua một cái cái chiếc xe để các bạn có thể uh, mà mình sử dụng tất cả các uh, uh, tất cả các người trong gia đình luôn các bạn. Thì uh, mong muốn của mình á, mình sẽ đem những cái gì tốt nhất để gửi đến À, cho tất cả các bạn thông qua những clip mình chia sẻ nha. Thì đôi khi mình chia sẻ chưa có hết được cái ý hoặc mình chia sẻ chưa có uh, theo ý của các bạn thì uh, mong các bạn bỏ qua. Thì uh, nếu mà những có những cái vấn đề nào sai sót thì các bạn cứ để lại bình luận để mình có thể uh, sửa hoặc mình có rút kinh nghiệm mình có thể làm tốt hơn nhé. Thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ về dòng Acer 155 về uh, một cái màu đó là màu đen mà được nhiều bạn yêu quý về cái tông màu đen. À, được phối giữa cái dàn chân là mẫu mâm màu vàng đồng nha các bạn thì nói về dòng ngày sinh tơ 155 2024 thì nó có tất cả là ba phiên bản hiện mình đang chia sẻ cho các bạn đó là phiên bản ABS một phiên bản à, đặc biệt nằm trong hai cái phiên bản còn lại các bạn còn lại là phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn thì ở phiên bản ABS thì tất cả các bạn đã biết những cái tính năng thông qua những clip trước mình chia sẻ các bạn như là ở phiên bản ABS là sử dụng ổ khóa thông minh smart cây nè có cộng sạc 12V, cộng sạc điện thoại cho các bạn có thể di chuyển quãng đường dài các bạn có thể sạc những cái linh kiện điện tử ổ khóa thông minh thì nó vừa tích hợp chống trộm chống cướp các bạn thì ổ khóa thông minh khi mà các bạn có cái remote bên người các bạn mới mở khóa được hoặc các bạn có mật khẩu các bạn mới mở phá được nha còn trên cái phiên bản ABS nó có một tính năng nữa mà nhiều bạn thích ở cái dòng xe Sinta 155 đó là một cái trang bị ở đó là phanh ABS nha các bạn, thì phanh ABS là được trang bị phanh trước à, là heo dầu hai piston, đĩa trước là đĩa lớn 267 mm, kết hợp với phanh trước là ABS các bạn. khi mà các bạn thắng, các bạn chạy, các bạn thắng gấp ở những đường chưa ngước, đó, nó, nó tránh hiện tượng mà trượt bánh nguy hiểm à, khi mà các bạn phanh gấp nhé. thì à, nhiều bạn cũng mong muốn găng à, Exeter 155 à, có thêm phanh ABS ở sau nữa các bạn, thì à, khi nào mà có mẫu mới mình sẽ cập nhật uh, lên cho cho tất cả các bạn để các bạn có thể tham khảo nha. Thì uh, ngày hôm nay sẵn mình giới thiệu về cái uh, phiên bản ABS với cái một một cái màu đen mâm đồng thì uh, mình sẵn nói về cái vấn đề mà uh, xăng mà nhiều uh, bạn hay quan tâm nhất thì riêng uh, mình chia sẻ là những cái thật lòng của mình nha các bạn. Thì uh, nói về vấn đề xăng thì hiện tại tất cả các dòng xe mới hiện nay đều có cái nhãn tem năng lượng uh, được người ta đã kiểm định các bạn ở cái dòng xe 155 các bạn là 1.99 trên 100 km tương đương với là 2 lít xăng trên 100 km là một lít mình có thể chạy được quãng đường 50 cây số nha các bạn. Nhưng mà tùy quãng đường nha các bạn, đường trường hoặc các bạn chạy đường ngắn, đường kẹt nha các bạn. Nó khác nhau. Các bạn muốn đo chính xác là các bạn phải đi đường trường nhé Với nữa là cái cách sử dụng xe của mỗi bạn khác nhau nha. Một bạn chạy điều ga với một bạn chạy hay lên xuống ga thì nó cũng khác nha các bạn. Ở cái động cơ 155 mà tầm khoảng 50 cây số một lít xăng thì nó quá là 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 tiết kiệm rồi các bạn. Đó, cho nó không được nữa các bạn, nó không được 6 70 cây số đâu các bạn. Nó chỉ được tầm khoảng 50 cây số một lít xăng là quá đỉnh rồi các bạn. Đó. Còn khi mà các bạn nhiều bạn hay có một cái vấn đề gì nè. À, hay chạy so với xe khác đó các bạn. Như là xe mình chạy sao mà nó ăn xăng quá mà xe kia nó không ăn xăng thì đôi khi á hai người cùng về quê một quãng đường nhưng mà người ta đã đổ đầy bình xăng trước rồi, xe mình chạy khi à, bình xăng nó lưng một tí thì nó sẽ khác nữa nha các bạn. Đó. Thì à, cho nên á là nhiều cái để so sánh đó cái bình xăng của mình đó các bạn khi mà các bạn đổ xăng đầy các bạn chạy nó giật xuống tầm à, nó giật xuống tầm khoảng một lít nó mới báo là giật xuống khoảng một mắt các bạn nhiều bạn thấy dẫn đầy tại vì trong bình xăng mình nó lưng xuống một tí nó không có báo nó các bạn nó lưng xuống một mắt nó mới báo nghe các bạn đó cho nên mình nhìn bình xăng mà dẫn đầy người ta mới đi đổ xăng đầy bình thì nó khác nha các bạn còn cách một cái thứ hai nữa là xe của mình có đi bảo trì bảo dưỡng định kỳ không xe người ta đi bảo trì bảo dưỡng định kỳ nó, những chi tiết nó được vệ sinh sạch sẽ thì nó trơn chu nó hoạt động tốt hơn với thứ hai nữa là các bạn đi về quê cùng quãng đường nhưng mà xe xe bạn là có chở người hoặc xe kia nó có chở người không thì khi mình chở nặng thì nó khác nữa các bạn tức nghĩa là xe của mình á là mình có chở bên đây là 100 kg, bên kia người ta chở 50 kg thì cái lượng nhiên liệu nó ăn khác nhau nữa nghe các bạn. Nó nhiều cái để các bạn đo lắm. Đó. Còn ở trên tất cả các dòng xe à, năm mươi mới hiện nay thì nó có tính được cái à, lượng xăng trung bình các bạn chạy luôn. Nó bình quân quãng đường dài ngắn nó sẽ cộng ra nó ra một cái à, con số là bình quân cho các bạn đo luôn. Cho nên á, mình à, phiên các bạn nè về xe mình á theo mình là một người thợ đó các bạn thì mình ít có chú trọng đến vấn đề xăng các bạn xăng thì đa số tất cả các dòng xe điện tử hiện nay thì nó phun bằng bét rồi các bạn nó phun bằng bét nó không có như bình xăng con các bạn nó phun bằng bét là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn với trên trên xe mình nó nó có nhiều cảm biến lắm đó các bạn đó để nó báo về IC rồi nó mới điều tiết khung xăng nữa các bạn cảm biến như là cảm biến oxy ở dưới cái phần à, dưới đầu bò các bạn gần cái cô bô quá là cái cảm biến đó khi mà lượng xăng nó à, dư xăng thì nó sẽ à, nó nếu mà nó dư xăng thì nó sẽ báo về ECU ECU sẽ phun xăng ít lại còn nó thiếu xăng nó sẽ báo phun xăng nhiều hơn các bạn cho nên nó à, các bạn đã sử dụng cái tất cả các dòng xe điện tử hiện nay các bạn là nó không hao xăng người từ cái bình xăng con mà người ta đã cải tiến thành hệ thống phun xăng điện tử là nó đã tiết kiệm xăng đến mức là tối thiểu luôn các bạn còn như mình chạy xe nó đã cũ xuống rồi thì nó phải ăn xăng một tí nó mới đủ được cái nhiên liệu đốt nó mới có sức mạnh nó kéo được xe mình các bạn khi các bạn đã chạy xe cũ mấy chục ngàn rồi thì thứ nhất là sức bắp nó không kính là một nè sức bắp không kính là khi mà nó đốt thì nó không có lén kính nó sẽ có một lưng như lượng nhiên liệu nữa nó, nó 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 thâm ra ngoài cho nên nó phải ăn xăng một tí giới à, thứ hai nữa là nồi của mình yếu xuống thì nó cũng ăn xăng này các bạn nó cũng phải hao xăng một tí à, nhông sinh dĩa hoặc lớp lớp các bạn mềm nó cũng dẫn đến tình trạng à, hao nhiên liệu một tí các bạn tại vì nó đã nhiều chi tiết nó kết hợp với nhau cho nên nó cái tình trạng mà ăn xăng mình cũng nói thật lòng với tất cả các bạn luôn, mình không làm được cái vấn đề đó, đó. thì mình căn cứ trên cái bugi các bạn, bạn nào mà nói sao mình hay mở cái bugi ra lắm, à, theo mình mình mở bugi ra, bugi tàn là trắng không bạc, không tất cả các dòng điện tử hầu như là bugi nó trắng không, hoặc nó hơi đỏ một tí, chứ không có mà màu màu đen các bạn, trừ khi là xe bình xăng cơ đó các bạn bộ chế hòa ký bugi nó mới đen nha còn tất cả các dòng uh, xe phun xăng điện tử hầu như là mình mở bugi ra nó màu trắng đó các bạn nó màu trắng nó nó vừa đủ xăng nó không có dư xăng quá các bạn nếu mà nó đã dư xăng thì nó đen ngòm các bạn nó đen và nó đóng khối ở ở trong trứng giữa cái uh, cái đầu của cái bugi các bạn là nó đã dư xăng còn hầu như là tất cả các dòng điện tử đều là màu trắng hoặc màu đỏ thôi các bạn đó còn cái vấn đề mà hậu xăng uh, nhiều anh em kêu mình chỉnh mình cũng nói thật lòng luôn là mình không làm được luôn rồi cho nên uh, cái mong muốn của mình uh, mình muốn chia sẻ đến uh, tất cả các anh em uh, thì mình sử dụng xe của mình miễn sao mình thấy nó chạy ngon ngọt bền không chết máy bậy chế xăng thì nó trong cái tầm cỡ của mình là ok các bạn tầm khoảng 45 đến 50 cây số một lít xăng là ok các bạn còn các bạn mà muốn tiết kiệm nữa, tại vì một cái động cơ đốt mà không đủ nhiên liệu cho nó làm sao nó có lực để nó kéo được các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình cái mong muốn của mình mình làm clip để mình chia sẻ đến tất cả các anh em thì cái này là những cái thật lòng mình chia sẻ thì có những cái nào mình chia sẻ chưa đúng thì mong anh em góp ý để mình có thể làm tốt hơn. Mình cũng cảm ơn tất cả các anh em đã yêu quý ủng hộ kênh cho mình. À, mình cảm ơn anh em rất nhiều.